Cây này là cây Bi Aladdin năm 1949. Cây này là cây model là 300X sản xuất tại Anh bằng đồng nguyên con, đồng rất là dày rất nặng. Nó đốt cái dạng ở lưới cột hai đầu cực kỳ sáng, cái tiếng rất là êm anh em đấy. Trên đây đó là ba cái ống xả hơi của nó ra đây, ba cái ống xả hơi đẹp tuyệt vời không, mình thả kính của nó mình đốt mình sợ ám khói, với lại mình mới cột tim nên sợ nó ám đen nên tháo cái tháo kính ra để mình mồi bằng cái khò. Đó. Nó xài bằng dầu hôi nha anh em, xài dầu hôi, dầu hỏa. Là kính zin đó này, kính zin nó cháy nóng mà nó không có dư lửa ra ngoài, đồng còn nguyên cây. Khác cây đèn măng sông thường của mình đó là một cây trụ giữa đi thẳng lên luôn, và cái tim nó cột xung quanh, nó bọc xung quanh ngoài. Cái hơi nó, cái tiếng nó rất là êm, tiếng nó rất là êm. Chỉnh hơi đây, đặt cái chỉnh đây, đó. Chỉnh mạnh lên xíu. Cái thế nó, cái dáng của cái đèn nó nhìn đẹp lắm, đồng nó dày chắc lịch, không thể nào móp được, chơi cái này là chắc lịch luôn. Đá nó cũng bằng đồng luôn nha, nguyên cây này là chắc lịch luôn. Đẹp không?